Rồi vậy. Nguyên xem đi mẹ. Ai stream đi cho nó xem. Đéo quan tâm stream, để tao stream, để coi được không? Bố mẹ tải checkbox nay giờ chưa xong. Tao đéo vào được. Mày override quá đi. Bố mẹ có vào được không? Chơi đoạn Google Duck đầu chơi rồi. Hơn. Mẹ như đây chơi Google Duck thì mất sạch. À, tập chết. Ngu ra cũng được, mà vấn đề là phải tải. Tải mà. Tại sao? Ôi ôi, thằng nào phóng đó. Bay ra vào cái bục ở giữa. Người chưa bao giờ xóa, không cần phải tải. Không, nhưng mà máy tông ngày trước nó chạy lại. Nên là mất mẹ game. Ngày trước phải xóa dữ liệu trong máy đi. Để giờ tải lại. Thịt mày mà đang cởi nhiều thứ. Tờ gù đất à. À, tôi bị lắc vô mình rồi, xin lỗi mình. Đi kìa. Tốc xoáy. Mình lúc xoay, sống chó vậy. Mới là mới đã tạo nghiệp rồi. Tao biến dịch với tốc xoáy. Sao bọn mày chơi được tao để vào được. Tưởng mày hốt. Hốt được. Không, cái này chỉ hốt để game. Biết thật em mới phải đi. Đang thôi để restart mày cơ. Này. Còn takoyaki. Damn. À. Chơi mình chuột cái dán. À, cuối cùng chơi được. Ui tí, con lại cái gì đấy? Đập con lại vào cái này, sống chó vậy. À, mẹ ỉa ngay cái này, ngay giữa đầu. Sống chó vậy. Dễ quá. Ờ à, đi. Do tao bị lắc sao tao chưa thấy ai bắn cái chuyện. Tao vẫn chưa lốt được vào. Hiểu không? Tao không thấy ai nhìn chuyện hết rồi. Mày sao lại nhảy vào này á? Sao mày lại nhảy tại chỗ hả Tấn? Tại sao tao lại nhảy lên? Sao mày lại... Tấn 8 người kéo đi, em kéo đi, em bắn được. Kéo ấy. Kéo về đằng sau xong thả rồi. Mãi cả luôn. What? Tao vừa bấm cái gì? Trời ơi, cố gắng lên nào. Ốp, sao? Trời ơi, cố gắng lên, nào. Lại hút. Đừng mạnh quá. Cái hố thôi, cố gắng lên nào. Cố gắng lên nào, ôi trời ơi. Âm 4 gãy. Thằng nó bay lên. Sao tao vô. Mặc... Mỗi tao mệt. Không biết tao vừa bấm gì nữa. Tại sao tao cứ thấy mỗi tao ở trong ấy lên nhỉ? Có mỗi tao mày. Thì nha. Tại chó tướng này. Ờ. Rồi.
cậu phóng như đúng gì đi mẹ mày, mày dùng cho mấy đứa khác cũng được mà. Tao hiểu biết tao lag, tao có thấy cái đéo gì đâu. Tao thấy bọn mày đừng đứng yên đấy. Đéo hiểu. Trời, tao này mày vậy đấy. Thấy từ rồi. Tao bị mất con chuột luôn rồi, tao ấn chuột phải không có luôn rồi. Tao bị lag rồi. Tao vẫn đang đứng cái hố, cái lô 4 đấy. Khi đang lỗ 4 mà. Lỗ 4 mà. Tao chưa 4. Mình đang lỗ 4 mà. Tao chưa mất được. Tao không nhìn được ai cả. Thì mày ấn show player cơ. Không, nó bị lag đi. Tao thấy bọn mày vẫn ở lỗ 3 ấy. Ừ đúng rồi, vẫn thấy mọi người ở lỗ 3 mà, thấy hiểu. À, mọi người xuyên vào lỗ 4 rồi mà. Thì thế em bảo là lo lát. Không hiểu. Thì ta phải đợi 30 giây nữa. Tao nghe tao sẽ hủy cái download lại đi. Để tao out tao với Nguyên coi TikTok. Giờ tải Jackbox xong rồi đây Tuấn. Đến giờ Jackbox rồi. Đéo chơi Jackbox rồi, Jackbox chẳng. Tao yêu. Không em phải tải làm đéo. Tao yêu Gold, tao yêu Gold. Không, không thân cụ mày. Tao yêu Gold. Tao luôn yêu Gold. Về qua con lưng mới. Jackbox giờ đến tận 7-8 phát. Ê, đơn lát rồi, đơn lát rồi. Được mắt. Ê, tao với Nguyên rồi. Cười cây yeah. Ủa, rót thổi, rót thổi. Xe này window. Không ổn, không ổn. TikTok mấy chiều đây. Cứ bị trôi về nè. Cái này qua rồi đi. Tao nhìn được spell của bọn mày nè. Đừng thổi tao về, đừng thổi tao về, làm ơn. Yes. Vào rồi. Kìa sâu. Thật tội. Tập trung vào lại đi, nó đỡ lag hơn rồi đấy. Chúc đi. Cùng vào lag tiếp. Lật lắm đó. Ê Nguyên thấy đấy, gì mày? Cái gì đấy? Sao ta cũng bị di chuyển đấy? Ơ đấy mày. Địt mày vương đánh rắn với người nào? Gió thổi, what? Thằng Niro kích hoạt sức mạnh mà. Tao mày. Gió lại thổi rồi, địt. Chó vườn. Quá pro. Bố mày ghét con chó vương. Kít mà, địt mẹ mày. Vương nó dùng rewind, địt mẹ. Hay gì à. Vẫn ghét con chó vương. Đến lúc rewind rồi. Tao nhận được cái spell là đảo ngược hướng bắn của mọi người. Cái đấy bình thường, thế yếu mẹ. Cái khỏe nhất là cái gió thôi, cái gió với cả hướng bắn thôi bằng chuột cái lo tí. Chó vương thắng kìa. Vương nó có 2 điểm mà. Nó chỉ có 6 lỗ thôi. Không. Điểm càng thấp càng tốt đấy. Tao cần map mới rồi. Tao không biết cool. Càng thấp là càng cao. Tại vì nó tính là kiểu số lần mày đánh vào lỗ. What the fuck Nguyên ơi. Bật stream stream của tao Nguyên ơi. Trời ơi. Chọn map rồi. Phần linh tinh. Có cái bụng nhảy kìa, lên bụng nhảy thôi. Tao cho mày coi cho mày. Tao bay mày sao lỗ ra rồi. Mày cứ tưởng cái đó là đầu gối đúng không? Win nữa. Còn mẹ. À không.
Lỗ đi không phải là đầu gối luôn rồi. Lỗ kia vậy mày. Lỗ đi không phải là đầu gối. Quay em mày. Quay đi. Quá. Quá mày gây, nhìn này mày gây. Cậu bẩu. The one be it real. Hola. Ôi quên. Về vãi. Trừ 2 luôn kìa. One day for you. Ok. Can we get a tiger? Quá sao có chiếc dép à? Tiếng tôi bị đi cái gì đó. Xong chết. Bạn đi một đôi mà bạn mất một chiếc xong bạn về mới một chiếc mà bạn nhận ra được điều đó. What the fuck son. Ôi Nguyên ơi, kẹo, kẹo không thơm đâu Nguyên ơi. Bỏ đi Nguyên ơi. Nó xuất hiện nhầm mày. Ui ạ. Cái gì đây? Còn truyền kỳ quật win. Ờ, reversible, ờ, tạt mẹ về xuống ăn được. Đi. Ê, kỳ quan của thích nhận. Còn reversible đi á. Trời ơi. Chị mà cuối tay à. Ui. Cá lên bè. Tao còn làm gì đó. Tên đi em. Ai vậy? Còn ai nữa? Sợ lag nữa. Đâu thấy còn ai đâu. Ờ, không còn ai đâu. Vào hết rồi mà. Sang lô, sang lô mới chưa? À, nó đang bị lag rồi. Ờ. Vào hết rồi mà. Còn ai đâu? Nó đang bị lag. Đang bị lag đấy. Cơm thì chó mì. Video power up. Mẹ một cướp. Đi, con mẹ cướp của người nghèo xin cho chính mình. Mẹ một chó rách này. Bố mình nghèo mà. Ô hay quá. Sao lâu mới rồi. Tên đi em. Ủa cái gì đây, cái gì đây, Twisted em. Tại vì quá tôi coi coi thì dấu ba reaction cũng vui rồi coi TikTok này. Wow. Mang lên. Oh. Tin các bạn. Điều gì thế? Ô mắc mít á. Ơ sao ta đều bị hút vào cái hồn lỗ thì mẹ game bị phải rồi. Mà sao cái YouTube nó bị gì? Ai à? Ai vừa vào kìa? Còn mà ơ kìa lỗ khác không đâu. Vốn đức mẹ chơi ngu vậy không? Sao tao thấy mọi người đứng im này? Sao tầng Nido lại hơn hơn điểm tao? Gà cái này kìa, đau rồi. Mặc tầm. Ai à, one shot. One shot me. Không thể đuổi kịp. Ai spam mặt trôn ấy. À ủa to thế. Lồn bị khăm mẹ mày. Hứa. Ờ. Ai vừa lại ăn mẹ hai cái rồi. Chết từ nguyên YouTube của tao okay. Mày rồi. Ờ. Ủa mày lại sao cướp này. Mẹ lại còn cướp giật này.
mẹ mày. Điều này nói rất nhiều rồi ạ. Điều này nói lên rất nhiều. Có cấp giật thì phải cấp giật chứ. Hay lắm Tuấn. Ok. Hay quá. Yêu của tao rồi. Hay quá. Thôi hết rồi. Hero not SNG. No way. Cái Ghost Ball kia để làm gì? Là nó không bị ảnh hưởng bởi môi trường. Ghost Ball nút máy đi xuyên tường. Nó không bị với các môi trường. Nút máy đi xuyên tường nó cũng bay nó khỏe mát mà. Không. Nó chỉ chắc là nó vượt mấy cái kiểu vật cản kia với cả nó kiểu nó bỏ qua mấy cái gió ấy. Nãy tập thử nó bay mẹ ra khỏi map à, cuối cùng spinning spin tí xoay không cái đấy chán xoay nó chỉ có mấy cái đang. Nó chỉ có mấy cái que xoay xoay như kia kìa, que xoay xoay trong map vừa rồi ấy. Bình tĩnh thì nó có mấy cái dốc. Đi scan nào cái hay. Lát con mẹ rồi. Băm là thế à? Xăm lồn. Tao vô lỗ. Mày lì thật. Uff, cái này khó hơn. Đi xuyên tường. Và đồ vật đèn. Đêm. Đây, bị 2 điểm rồi. Đây, Nero. Đường đất xuống bét. Hay lắm, Nero. Hay. Nero. Nero đang làm gì vậy? Thịt mày vẫn được ạ. Được nhưng mà tướng bét. Không cành tí nhưng mà dạ. Được. Ủa, xong chưa vậy? Mọi người đứng im vậy. Xong rồi bị lag rồi. Đi cần tốc. Lao con mẹ ra ngoài. Để có bóng khổng lồ nên là tao tâm mừng đấy. Tao còn chưa sang ô mới. Để lag rồi. Hả? Tao thấy mày đang đánh mà. Chết chết. Tao thấy mình vừa đánh vào. Tao thấy mình vừa đánh vào mà ô, đang ở ngoài mà. Mày bị sao à? Tao không biết. Tao không biết mà tao thấy mình vừa đánh vào mà. Địt mẹ mình. Mẹ lại super sao. Đây đây. Đây rồi. Ăn lớp và bù vậy. Mọi người đâu ui, rồi? Tôi bị xin rồi. Mọi người đâu rồi? Tôi bị xin rồi. Mọi người đâu rồi? Phút thì không. Phút thì tao vào lỗ. Tôi bị xin rồi. Mọi người bị đâu rồi? Mày bị lag rồi. Hoặc là mày tắt cái show player rồi. Ơ bố mày cái teleport này. Dính quá. Teleport đến một thằng nào đó. Sticky finger. Ông teleport ra một vị trí rồi. Hay vậy. Đi. Random à. Hay vậy. Tiêu nhưng mọi người đâu rồi. Tao bị xin dấu rồi luôn. Không ai ở gần tôi cả. Tao thấy mày vậy. Tao không thấy ai cả. Hay. Thằng mày bị skizo đã. Setting ở đâu mà. Setting có cái bật tắt. Đưa tao vào, đưa tao vào. Đéo đâu. Không được. Không, mình chỉ có audio thôi. Ờ, bộ mày đéo biết đâu nha. On air. Yeah.
tao làm một chút trộn. No way, hole in one bạn ơi. Lạc qua tặng đỡ thì ai đã chơi được. Yeah, ba hòn giấy. Yeah. Gì vậy? Thôi đi ngủ. Từ nào? Thầy chịu. Hay Tuấn. Hay Tuấn. Tuấn đã tính tóc bóp ra tay mình. Ừ, nó vẫn tính toán cả. Ok. Video làm đéo đi đây. Ôi dồi ôi, mẹ phụ cách luôn. Phụ cách mẹ luôn. Cặp vừa lấy tệp lên. Đâm vào đấy cho Nero đỡ buồn. No way guys. Lát mẹ rồi. Skip vẫn chơi mẹ thấy chưa là sao? Skip bình tĩnh. Thấy chưa em. Bắt đầu. Nhìn kiểu khách rồi. Easy man. Ơ bố mày lại. Ơ may vậy. Ơ may vậy đều bị đẩy xuống. Ơ tao không nhìn được. Không đỉnh mẹ. Đấy, cái map không nhìn được. Không. Tuấn đang làm gì vậy? Thịt mẹ tệ quá. Ồ, cái này cũng tệ. Nhớ lại cái map này nó hãm như nào. Chết mẹ rồi. Còn mẹ. Bom quá. Bác quá. Bao giờ mới gió đấy thì mẹ đúng không? Hết rồi mày. Ai à? Hãy lồn chỗ đỏ. Đỏ gì? Các cô lấy tế hết mà. Ồ, kìa cái hố. Ồ. Ai à. Cái sticky bù phế vậy. Ồ, rồi mẹ ra ngoài.
Vâng. Ok. Sao? Tại sao? Ui, ai à? Ốp, teleport. What the fuck? Tại sao? Tao bị cướp à? Tôi nào? Tao bị cướp à? Tao không để làm gì? Đi. Nào. This shit can't be real, man. Thôi nào. Cái này không thể thành sự thật được. Nó là sự thật đấy. À, quên. Máu trời mẹ bay từ đầu xuống. Đêm. Wow, à, tuần. Tuần giỏi. Gọt đêm. Không điểm, gọt đêm. Thì phải chơi gôn vui vậy luôn. Tôi yêu gôn. Mutiton. Mutiton. Teleport. Hay quá Tuấn. Đi con này. Mới không đọc một đứa nào đấy. Quái gì xảy ra vậy? Gió. Vui thôi. Đợi hết gió rồi đấy. Nero. Nero đang làm một tí cho lưng. What the fuck? Kid đang làm gì vậy? Kid định thôi, thôi nào Kid. Thôi nào Kid. Kid bước đi. Thôi nào Kid. Mình về Kid. Thôi nào Kid. Làm gì đâu đi Kid. Kid 9 mẹ luôn. Kid từ 4 lên 9 ạ. Anh đi. Oh, stick up. Giờ không biết. Ngọt đêm. Khốn nạn. Tôi y loan luôn mà, anh ghê. Khốn nạn. Chưa dùng nữa. Tiệt. Đi. The fuck? It. What the fuck it? This is... what the fuck it? Má bật cái này lên rồi nhéo hủy được nữa. Vẫn giảm được một điểm. Where the kid go, man? Kid đi đâu rồi? The fuck?
What the fuck? Cái đồ ơi. Ờ. Cái đang làm gì vậy? Ờ, đi bị lag. Ồ, cái quê luôn. What it is? What it is, man? Ui, 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 ui. Hồ cực quá luôn. Thế bên này cái không may tôi kêu. Cái gì vậy? Ai hay? Cái gì vậy? Kít kít, anh đừng đẩy vào lỗ, anh cứ đứng đấy thôi, là bọn nó đéo vào được. Đi. Đứng gần lỗ tôi là cái power để nó tự đẩy hết mẹ bọn kia ra. The fuck. Mẹ thằng đi đồ 3 điểm. Ai à, cô ấy đang làm gì vậy? Ai à, dán vừa vào 8 điểm. Cái này không thể trở thành sự thật. This shit can't be real. À, cô nào? Bố mới đánh đi vào lỗ lên. Non đẹp. Đây hố cuối rồi. Ở đi. Chết tiệt. Má chạy buồn vui vậy luôn. Ít gì đéo là tìm mẹ. Tại sao kít? Ông mở ra. Mà kít đánh nhiều thế mà vẫn 12 điểm nè. No way nha. Còn cái nào chơi chơi? Thử phát nè. Không được hole in one rồi. Tại sao? Cả lốn địt mẹ. Ấn. Má trong game. Bịp thật sự. Mẹ Tuấn đi đâu rồi? Mẹ chết rồi, mẹ kiểu này lại ăn mới phát mới lên được rồi. Đúng rồi. Má nó dính quả đẩy, ngu thật sự. Dán thì nó mới được phốt. Dán nó bắt đầu nhận. Hao đời dán, hao đời dán. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Em chuẩn lỗ mà em. Đánh nhẹ rồi. Hay. Gần lỗ. Có sầm. Thôi nào, đừng. Go in one. Thôi nào. It's the aim. Go in one. Ai à, 2-in-1 man. Oh my god. Ok, thank you, cảm ơn ở đây. Ai à, thank you man. Thank you man. Cảm ơn nhé. That should be great man. Tại sao? Làm một tí cho Linh. Ai à, ai à.
Mà cái map này có teleport là hơi ngoan mẹ luôn rồi. What? Tao có teleport rồi. Ừ. Cứ được rồi. Mày có thể teleport từ đằng này sang cái lỗ luôn mà. Tại vì nó gần cái lỗ. Đừng mới đầu tao bị đẩy lên trên rồi đó. Ừ, tao lẩy mày mà, tao biết. Thôi nào. Thôi nào. Tại sao lại vậy? Wow. I see. Hãy làm gì đó đi. Làm ơn. What's he doing, man? Nothing. What the fuck, like? What did I just see, man? Kid, kể bài cùng hàm bại Kid. Ah, yeah. Ah, yeah. She is doing a little bit chilling, man. She is doing a little bit chilling, man. Ah, yeah. Think she can be rude. Bật nhẹ rồi em. Thôi nào. Nó có hiện lực mà. What is she doing, man? Đừng nói mình đang chơi điện thoại nhé. Đặt luôn rồi. Ai Kid sống chó vãi luôn. Ờ, tí nữa thì hôi như mà nè. Cái cơ địt còn. Đi. Nhẹ thôi, làm ơn. Thôi nào. Bắn nhẹ rồi em. Thôi nào. Đéo đi đây. Violin. No way to predict. Violin, thôi mà. Đừng báo nữa thế. À. Cái gì đây? Thành hết rồi. Thôi nào, đừng đẩy chứ. Unlovable. Ok. Shut your bitch ass up, man. Đi con mẹ cái. Ủa, sticky. Cái sticky cứu ta rồi. Ai à. Ai à, mình sắp tường hãm vậy, thật. Ai à. Đứng. Hai. No way, Kid. Phải tít rồi. Gió đấy. Tổ này đâu. Kid em no cái way. Tổ này đâu đi theo đâu thôi. Dạ thôi. Thôi mà. Anh. Mẹ là luôn. Này mày phải chửi Kid. Hay quá. Hãy có anh đi rồi. Oh năm my luôn. God. Oh my god. Awesome. Bấm continue đi. Mày chờ bấm continue bấm đi. Bấm continue nó mới sang chỗ mắt. Thank you.
Thôi nào không vui tí nào. Ớt đi mẹ game. Kill yourself never. Oh fuck. Tí thần. Tình đi chỗ sao đấy. Tại sao tao đứng nhất rồi? Tao không biết, mày cần mày đánh ít lần nhất. Ơ, thì đéo là what the fuck nảy ra ngoài. Hello kid, bye bye kid. Tội. Các bạn đi tốt nha. Bé quân, khỉ đi che màn hình tao rồi. Tất cả hết luôn này. Nhẹ thôi sáng lưng. Đi con mẹ. Đi con mẹ thằng Đức nha. Bố mẹ. Bố mày có một cái bumper đấy. Ok anh. Try me. Rồi. Đi con mẹ cái gì đây. Try me. Ok. Akiri. Ai à? Ai à? Ok anh. Mày giỏi. Ok anh. Anh vừa phí rồi. Ok anh. Đã chẳng được sẵn mà. Ok. Cô ấy đang làm gì vậy? Cô ấy không biết cô ấy nên đi đâu. Oh my. Từng bước một. Cố lên. No way đi đâu. Tại sao nhìn mình? Spinning. You can do it. Cái gì vậy? Lava. Hey. Awesome. Đi con mẹ. Ai ơi. Awesome. Quay về với cũ rồi. Cái đi. À. Awesome. Ai. Tên điền. Mạnh lên. Yeah. Oh, awesome. She made it. Mẹ đủ thứ kiểu. Đi mẹ game không? Đồ nào? Đi. Oh, awesome. Oh. Where did I go, man? Đi mẹ cái sức mạnh đúng kiểu như tên kid luôn mà mẹ. Ăn lớp với bồ mẹ. Bồ. Có bóng không thể ưa nổi. À, đi. Come on, man. À, come on, man. Đồ nào. Không, tại sao tôi xuống rồi? No. Địt mẹ mày nay kết dùng sức mạnh ạ, à? Bảo sao?
Bảo sao mẹ mới vô một đống sức mạnh. Sức mạnh kít. He is unstoppable. Ô nào. Đấy đúng như mẹ tên kít rồi mà. Kít mẹ kít. Định donate cho kít mà thôi. Never mind man. Ờ đấy, định mẹ kít nhá. Cô nào kít? Lồn kít ơi. Kít ơi. Đừng kít. Làm ơn kít. Ok. Hello Tuấn. Một tí cho Linh nhé. Vô đi Tuấn. Điều gì đây? Ờ, cảm vô đi Tuấn. Vô đi Tuấn. Vô đi. Mời. Vẫn vô được cái nuôi. The fuck vô được. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Ok, bài chị. Ok. Yep, she left. Và giờ kiếm sao vậy đại? Kịp vô cái đéo gì ở chân chính này, địt mẹ kịp. Xù xì vậy. Of course. Gì vậy? Đéo thể tin được. Ủa tao thắng mà tao không kịp nín nữa. No way. Sao tao thấy thằng Vương đang ấy nhỉ? Thằng Vương. Thằng Vương ở trong game mà sao thằng Vương nó đéo gì chơi đâu. Oh wait, oh đi, never mind. Awesome. Oh, sao đi mày cái êm mì đéo gì đó. Đánh đi. Cái gì kìa? Cứ đánh vào trong cái lỗ là nó sẽ tự thu nhỏ lại mà. Cứ quả màu đỏ em sao? Ok. Bóng của Tuấn màu đỏ ai vậy? Bóng của Tuấn bị sao ấy? Bóng Tuấn đu ở little bit cho Linh mình. Kít đâu? Sao kít chưa đánh? Kít rồi, đừng nghĩ nữa kít. Kít sợ à? Chưa nào đi anh, kít. Đi mẹ đi ngay gần lỗ rồi mà. Đi mẹ kít được rồi. Never mind. Real. Never mind. Tuấn vẫn to. Bóng Tuấn vẫn to rồi. Lỗ đâu vậy? À, I see man. Wow. Ai à. Cảm ơn. Vẫn là hồ in one. Bắc hai. Mọi người né hết của tôi rồi. Mày đặt kém gì thế? Ok. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Sao tự di chuyển này? Oh, awesome. Green kìa. Awesome. Oh, nó đẩy lại. Đợi hết gió rồi. Đợi hết gió là hole in one này. Let's go. Hole in one mày. Má, Kit dùng mấy cái gió giúp bọn nó vậy. Cảm ơn anh Kit nha. Anh phải dùng mẹ hướng ngược. Ngược cái đường chứ, ngược đường đánh chứ. Cảm ơn anh nha. Em yêu anh. Never mind. What is that? À không, đấy Nero. Kit làm cái đéo gì đây?
đặt đặt bumper ở mấy cái chỗ ấy anh, mấy cái chỗ chỗ rồi đã hiểu đã vào ờ đi ờ ok tao lại lên thứ nhất rồi. No, không đời nào. Cái này không thể thành sự thật. Oh, sticky à. Ai. Hello Toán. Cũng được. Đi. Tạm biệt được. Fuck. Kém quá. Shut up. My life, my rule. Ủa, what the fuck? Toán kít với tele đây à? Ôi, tất cả bằng điểm nào, từ kít. Ok, mày đi ra. Kít kèm vậy. I came. Kít mẹ, sao anh lại dùng mẹ dắm lên người hai em? Tôi tưởng chúng ta là anh em. Anh ấy đã thử để xem cái giấm này nó có giúp tao vào lỗ không? Thử đi. Vẫn vô được mà. Hay. Okay. He made it man. Bao là. Oh, biết nào ấy. Không dùng thử. Lần đầu chơi, no way. Liên minh điện thoại. Ok. Chơi tiếp rồi. Không chơi nữa, Nizo. Game này có mỗi vài cái map rồi. Ok, bye Nizo. Livington, map gì nhỉ? Livington là mấy cái map mà có mấy cái ấy đẩy ấy. Thì cái map Chusington này chưa chọn ấy. Mà phải chơi rồi mà. Đúng không? Chơi rồi. Chơi rồi. Đi. Tại sao lại reverse? Đấy, chơi rồi. Không vui tí nào. Easy. Ok, đợi hết gió cái. Oh, wow, tuyệt vời. Sao đi về là Daring Play? Đi về phân đi về là... Kim mẹ luôn. Đi.
Đi. Thôi nào. Hello. Ôi. Chào Kim. Anh có muốn chơi nữa không? Chơi đi Kim, đánh sợ à? Chơi đi Kim. Đẩy tao xuống, đẩy tao xuống. Nà, nigga. Thì con mẹ. Ai. À không, nhưng mà nếu mà tuyệt vời. Ok. Cũng ghê. Ai à. Kit đã tới. Nhưng mà tại sao Tuấn lại đặt đấy? Tao muộn rồi, bị thêm điểm. Mỗi lần tao bật ra tài liệu tắt cái đấy đi được, lần lần địt mẹ. Thật ra tao nếu muốn dùng nữa. Hey. Wow, awesome. Tao tí đi được mẹ vào này. I see. Oh. Hồi on. What? No way. The man. Không đời nào. Toán à kid mẹ linh minh không anh? Hoặc là Left 4 Dead. Left 4 Dead đi, em cũng muốn chơi. Ủa, mẹ đang tìm mod mà chả thấy mod đéo hay. Phần mod giòn. Tao spec lắm đây. À không. Kiểu tao tìm trên workshop ấy, không có mod là ưng lắm. Toàn mấy cái mod mẹ, một là Genshin, hai là Arcanine, ba là gì nhỉ? Personal 5. Tao mod mỗi hộp pháo hoa và cái đèn pin nó sáng hơn. Ai? Tao. Anh ấy Kinky. Cái này. I see. Ai à, mượt đét. Ai à, anh xoắn đã đi đâu vậy? Ai à. Hít lại lip con mẹ luôn. Mẹ. Hít lại lip 15 phút. Đã chơi gôn 15 phút nữa đấy. Ai khó khăn đấy. His brain so dumb he cannot calculate it. À, để vào Left 4 Dead tìm tí mod đã. Mày đưa tao, mày xe tao cái mod kiểu cái mod nằm ray chỉ với ta lúc chiều mày bôi. Hả? Tối. Hold on. Từ từ nhưng mở à, Steam. Tại sao? Quốc đời. Thế đấy nó thay. Mọi người lại min về tôi. Thế đấy anh ít gặp lắm. Thôi nào, đừng. Hay. Tuyệt vời. 10 điểm. Fuck. Never em. Mind. Chờ sang lô tiếp là có phải tao chọn skill khi hết game không? Tôi nghĩ thế. Tự nhiên tao hạ cái Wuxbo khả tìm gì? Share kiểu gì nhỉ? Oh fuck. Đây.
đây kít hold on đây gì vậy còn ai nữa lớp sau bị cái gì ấy ai đang đâu, đây nó hiện tao vẫn chưa vào lỗ ạ à? À, con mẹ nhiều lúc nó bị bớt cái kiểu đấy okay. Don't fucking know me. À, tao vẫn đang cố xuyên tường rồi tao kém sợ ai à bé Ghost Billy không go in one ai à thế đi xoắn nè mày 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 đi yên đấy yên đi xoắn mẹ có tỷ lệ là mày sẽ tự lăn vào một lỗ đi không tỷ lệ rồi đấy ừ, có tỷ lệ phép đấy nó sẽ đánh giấm chết thì đéo được xoắn đánh xấu rồi là vô rồi rồi đúng không sao đánh mạnh quá xoắn đánh xấu là thằng Ghost Bo mà đánh mạnh quá bro so thằng he ghost ai à he is do a little bit trolling man ai à vì vậy là càng ngày càng xa kìa yep for real này Tuấn anh có muốn thêm cái này nữa không cái gì mình thấy hay thì vứt tải hết rồi à cái này thì tao thấy rồi à ok gì đây nào đến khi tôi ít ai à tại sao tôi không nhảy lên bát được vậy and no way man ok kid à nhầm ok cảm ơn trong thời gian này kiếm gì đấy má sao nó đéo mở ở trong tại sao nó đéo mở trong Steam mà nó lại mở trên trình duyệt đâu đâu à không cái này tao cũng ấy được cái này tao cũng subscribe rồi. Đây nếu mà anh muốn thêm cái medkit một con chilo thôi nào đi bro I went too far man what the fuck Thôi vào game. Thôi. Left.